Nào, hãy phấn chấn lên vì tôi đang đem đến thật nhiều điều hay ho và mới mẻ trên HTV3 Dreams TV tháng 8 này. Trước hết, cùng chào đón. Là mình nè. Đúng vậy, là câu chuyện tình bạn đáng yêu của cô bé Masha và chú gấu xiết, là thế giới luôn chan hòa tiếng cười và yêu thương của hai Peppa, hay thế giới bảo bối của Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai, nơi mọi điều kỳ diệu lẫn kỳ lạ đều có thể xảy ra. Tiếp theo là khung giờ phim truyền hình với sự xuất hiện của hai bộ phim hoàn toàn mới, đó là Hành Trình Yêu Lại Từ Đầu, đầy sóng gió nhưng cũng đầy cảm xúc qua diễn xuất của cặp đôi đình đám Đậu Kiêu và Khổ Lực Na Trát trong 10 năm 3 tháng 30 ngày, và những thước phim kịch tính với vòng xoáy đầy máu hồn như tình yêu và vật chất trong Đã Lâu Không Gặp. Và cuối cùng, con chào sư phụ, cùng thư giãn với loạt tình huống vui nhộn xoay quanh cô bé siêu quậy Chadu, sẽ chi khoảnh khắc cả nhà cùng vui. HTV3 Dreams TV.